Hơn 10 mét đường trên tỉnh lộ 109 đoạn qua huyện Mường La của tỉnh Sơn La đã bị xói trôi do mưa lớn 2 ngày qua. Đường sạt lở thì đã gây ách tắc giao thông cục bộ ở khu vực này. Ngay sau khi mà xảy ra sạt lở thì lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và phương tiện dọn dẹp lớp đất đá trên tuyến đường. Đến thời điểm hiện tại thì các xe máy đã có thể tạm thời di chuyển qua khu vực này bằng đường tắt. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng sẽ tăng cường rà soát tuyến đường để đảm bảo giao thông sớm thông suốt. Đường xá hư hỏng, cầu cống thì bị trôi. Đây cũng là tình trạng của không ít tuyến đường miền núi, vùng biên giới tỉnh Quảng Trị. Nguyên nhân là do hậu quả nặng nề của những đợt mưa lũ và sạt lở đất năm ngoái. Vâng, đến lúc này đã là qua 9 tháng và đã lại chuẩn bị bước vào một mùa mưa lũ mới. Thế nhưng mà những hư hỏng này vẫn chưa thể khắc phục. Hiện thì việc đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa giao thương của bà con ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường huyện từ xã Hưng Phùng đến xã Hưng Sơn, huyện Hương Hóa có chiều dài khoảng 20 km. Thế nhưng đã có 7 đến 8 điểm hư hỏng nặng. Trong đó có 4 đến 5 điểm bị đứt gãy hoàn toàn. Sau lưng tôi là con đường nhựa vừa bị đứt do mưa bão, chiều dài khoảng 30 mét. Con đường nhựa này là nối vào 3 thôn ở xã Hưng Sơn. Hiện tại người dân ở đây người ta chỉ đi bằng một cái cầu gỗ nhỏ và mạnh mai như thế này. Với mùa mưa bão năm nay quá là nguy hiểm và rất khó khăn cho người dân khi lưu thông trên con đường này. Cây gỗ đồ hàn trôi hết đây. Đường đi thì không có, vì chia cắt và nước thì nếu mà mưa bão thì hàn dâng lên, học sinh đi không được, rất khó khăn. Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 38 tuyến đường thuộc 18 xã bị hư hỏng với tổng chiều dài khoảng 120 km. Trên 40 công trình cầu cống, cầu tràn bị hư hỏng. Không chỉ ở huyện miền núi Hướng Hóa mà nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Đắk Rông cũng bị thiệt hại nặng nề do lụt bão, nhưng đến giờ vẫn chưa được khắc phục. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các địa phương trước mắt là khắc phục cái tuyến đường mà vào xã Hương Sơn, cùng với cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái dự án Green. Dự án có tổng mức là gần 1.000 tỷ đồng và số lượng tuyến để kết nối vào các trung tâm xã cũng như thôn bản. Mùa mưa bão đang đến gần, trên địa bàn miền núi Quảng Trị có quá nhiều tuyến đường giao thông quan trọng bị hư hỏng nặng nề. Người dân miền núi sẽ tiếp tục bị chia cắt và cô lập khi mùa mưa bão về nếu những con đường này không được sửa chữa kịp thời. Cầu Mỹ Thủy 3 thành phố Thủ Đức sẽ được thông xe dự kiến vào ngày 15 tháng 7 tới. Cây cầu có chiều dài 124m, rộng 6 làn xe, giúp kết nối khu vực cảng Cát Lái. Hiện công trình đang hoàn thiện một số hạng mục như là hệ thống chiếu sáng, cây xanh trước khi thông xe. Việc đưa cầu Mỹ Thủy 3 vào sử dụng sẽ giúp giảm áp lực ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái. Thưa quý vị, trời mưa, đường trơn trượt thì rất dễ dẫn đến tình trạng là xe bị mất lái, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một tình huống tai nạn nguy hiểm do nguyên nhân này. Vụ việc được ghi lại bằng camera an ninh vào chiều ngày 22 tháng 6 vừa qua trên tuyến đường tỉnh 741, đoạn qua huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thời điểm này, tại đây đang mưa khá to khiến cho tuyến đường trở nên trơn trượt. Bất ngờ, camera đã ghi lại được cảnh một xe tải bị mất lái đã lao thẳng qua giải phân cách cứng giữa đường, bay sang phía làn đường ngược chiều. Chiếc xe sau đó tiếp tục bị văng xa, húc đổ cột đèn ở giữa đường và chỉ dừng lại khi đã lao sang phần vỉa hè của tuyến đường này. May mắn, thời điểm này tuyến đường không có phương tiện nào khác nên không có thương vong nào về người xảy ra. Một tình huống quá nguy hiểm, đúng là rất may mắn khi đã không có thương vong. Hiện thì đã bước vào giai đoạn mùa mưa ở nước ta rồi. Quý vị đi đường trong điều kiện mưa to, đường trơn trượt thì lưu ý đi với tốc độ vừa phải, giữ khoảng cách an toàn với các xe xung quanh. Đặc biệt chú ý các khúc cua và những đoạn đường ngập nữa.